dịch viêm phổi lạ do virus corona gây ra đang tiếp tục diễn biến phức tạp, với việc Trung Quốc liên tục thông báo các trường hợp nhiễm mới, trong khi số người tử vong không ngừng tăng lên. Và trước tình hình này, thì Cơ quan Giám sát Quyền lợi Người Tiêu dùng của Nga cho biết, nước này đang nghiên cứu phát triển một loại vaccine chống lại chủng virus corona, trong khi Mỹ thì cũng đang bắt tay vào việc nghiên cứu. Cơ quan Liên bang Giám sát và Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng và Sức khỏe con người Nga cho biết, đang nghiên cứu để bào chế loại vaccine chống virus corona Tuy nhiên, việc bào chế vaccine là một quá trình lâu dài và phức tạp, được quyết định dựa trên đánh giá nguy cơ và mức độ cần thiết của tình hình. Nhiều chuyên gia thuộc các bệnh viện truyền nhiễm và dị ứng của Mỹ cho rằng việc phát triển một loại vaccine như trên sẽ mất ít nhất nửa năm. Đến ngày 23 tháng 1, ít nhất 441 trường hợp nhiễm bệnh được phát hiện ở Trung Quốc, trong đó có 9 người chết. Các chuyên gia y tế đánh giá virus gây bệnh viêm phổi lạ này cũng có khả năng biến đổi.